Vâng. Xin chào cô giáo. Cô giáo xin giới thiệu cho phóng viên tôi biết là hôm nay nhà trường mình đang tổ chức cái gì đây ạ? Chào thầy. Hôm nay trường tiểu học Hương Hóa tổ chức hoạt động trải nghiệm nặn bánh trôi cho các cháu học sinh. Và xin giới thiệu với thầy, đây là tập thể học sinh lớp 1B với 28 học sinh. Và hôm nay các cháu rất là phấn khởi được đón rất là nhiều những bậc phụ huynh đến để vừa hướng dẫn các con làm, rồi vừa cùng với các con rất là vui vẻ. Dạ, vâng. Và cái hoạt động này tôi thấy là cái hoạt động vô cùng ý nghĩa đối với các con. Vâng, chúng tôi xin hỏi cô giáo một chút là cái hoạt động trải nghiệm này nhà trường đúng có tổ chức thường xuyên không nhỉ? 3 năm gần đây nhà trường tổ chức làm cái hoạt động nặn bánh trôi này, các con rất là thích. Thế còn trước đó thì nhà trường cũng tổ chức những hoạt động ví dụ như là các hoạt động đi tham quan hoặc là trải nghiệm ở địa điểm ngoài nhà trường. Tôi thấy là các cháu rất là hứng thú đấy, các bậc phụ huynh cũng rất là nhiệt tình. Tôi cảm nhận được cô giáo thấy buổi trải nghiệm này như nào? Tôi cảm thấy là buổi trải nghiệm hôm nay vô cùng ý nghĩa với các con, vừa vui với các con, vừa đoàn kết giữa phụ huynh với học sinh với nhà trường. Cảm ơn cô giáo nhé. Chúc cô giáo với các trò làm bánh trưng bánh trôi trải nghiệm buổi tuyệt vời nhé. Mời một chút nữa mời thầy quay trở lại. Vâng, rồi ạ. Vâng. Tôi xin phỏng vấn hai phụ huynh ạ. Vâng, hai phụ huynh cũng rất là nhiều tuổi đấy, phụ huynh có cảm nhận gì trong cái buổi trải nghiệm của trường tổ chức ngày hôm nay? Cảm ơn nhà trường, cảm ơn các thầy cô giáo đã tạo một sân chơi cho các em rất là bổ ích và lý thú, các con rất là vui vẻ và các phụ huynh rất là vui vẻ. Vâng. Xin cảm ơn nhà trường. Vâng ạ. Thế phụ huynh có yêu cầu gì hoặc là có nhắn nhủ gì với nhà trường cái gì nữa không ạ? Phụ huynh nhắn nhủ là ngày trường cố gắng tạo điều kiện cho các con sân chơi như thế này nhiều hơn nữa. Vâng, cảm ơn ạ. Cảm ơn phụ huynh. Vâng, xin chào. Chào cô giáo chủ nhiệm lớp 4B. Đây chào là thầy, một lớp xuất sắc nhất trường đây. Đây là cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thư, chủ nhiệm lớp 4B. Xuất sắc vừa thôi, không nhất và trường đâu. Hiện tại lớp rất nhiều thành tích. Vâng, xin phỏng vấn cô giáo một chút ạ. Cũng có học sinh nghịch nhất trường. Cô cảm nhận cái buổi trải nghiệm hôm nay thế nào? Các con rất vui. Cô cũng rất vui. Vâng. Đây có một nghệ nhân lên đây hướng dẫn các cháu để trải nghiệm buổi với chương trình bánh nhanh trôi, phải không? Một nghệ nhân rất nhiều tuổi, cụ năm nay sắp 90 chưa ạ? Chưa. Cụ năm mấy? Mới là 86. Dạ vâng, cụ thấy buổi trải nghiệm hôm nay thế nào hả cụ? Vui quá. Vâng. Cụ hôm nay lên là vâng vai trò là hướng dẫn các cháu làm bánh trôi chứ ạ? Hôm nay là đi lên các cháu bố mẹ các bạn
cô đi thay. À, và... à. Ê, cảm ơn cô nhé. Rất là đẹp. Rồi, cảm ơn các cô giáo. Rồi. Rất là tuyệt vời. Chúc cái này các cháu phấn khởi vui. Lần này thấy phụ huynh thế, mỗi cô giáo thôi à? Không phụ huynh à, không thông báo à? Bạn đi công ty. Ai? Phụ huynh đi kiếm huynh. Vâng, đây là lớp 4A. Đúng nhỉ, rồi, các bạn đang trải nghiệm đây, các bạn đang làm bánh trôi. Thầy giáo mời một bạn nhỉ, một bạn nào nhỉ? Một bạn, mời bạn lên đây. Em cho thầy giáo biết không, em biết cái ngày Tết làm bánh trôi này người ta gọi là Tết gì nữa không nhỉ? Cảm ơn anh nhé. À, thế bánh trôi này gọi Tết Hàn Thực nữa nhá. Ừ, rồi, các bạn về tìm hiểu thêm nhá. Đây là lớp 2A. Đây các phụ huynh lên đang hướng dẫn cho các bạn trải nghiệm làm bánh trôi. Rồi, chào các bạn nhé. Và đây là cô Phương. Và xin chào cô Phương. Cô Phương cho tôi hỏi một chút được không ạ? Cô Phương cô Phương đang từ chối phỏng vấn. Cô làm hết cái này. Con đây là để nặng lại. Rồi.
Bạn này, bạn học sinh này tên gì nhỉ em? Em tên Phú ạ. À Phú, cho thầy giáo hỏi là bạn biết cái ngày làm bánh trôi là ngày nào không? Ngày 10 tháng 4. Đúng không nhỉ? Ngày 1 tháng 3. Mùng 3 tháng 3. À ngày mùng 3 tháng 3 và cái tên của nó gọi là tên là làm ngày Tết gì nhỉ? Ngày Tết. Tết gì? Tết. À về hỏi Bù Kiên nhá, hỏi Bù Kiên lại xem là cái ngày Tết mùng 3 tháng 3 là bánh trôi gọi là Tết gì nhỉ chưa? À rồi. Bạn biết là ngày Tết còn bánh trôi này là ngày Tết gì không? À, không biết đúng không? Rồi thế này phải gói nhiều, làm nhiều thì mới biết được. Đâu bánh đâu, còn phụ huynh nào đây? Phụ huynh nào mà nhiệt tình thế này? Ôi quá đẹp đúng người rồi rồi. Đây là đúng học sinh làm. Rồi. Phú về hỏi Bố Kiên xem là ngày Tết này Tết gì nhá. Ừ. Bố Kiên là chuẩn bị đi. Không bằng gì, đã có gì đâu mà gớm. Đấy, đây là các bà phụ huynh. Bà phụ huynh luôn. Nó thích ăn vô với tăm lát này. Rồi. Anh bánh thần tăm lát rồi. Cái thầy cô các bạn làm này thì phải công bằng rồi, rất là tuyệt vời. Rồi, chào các bạn. Ôi, cô thích là hấn khởi. Vâng, cái này là toàn phụ huynh làm thì học sinh có làm không nhỉ? Quay được cái nào thì quay. Để em gửi cho. Rồi, thôi được không sao. Vấn đề gì cả. Được. Trải nghiệm một tí thế được rồi. Rồi. Vừa nãy là tất cả lớp ngồi xin sao ta mình chắc. Rồi được cả. Đấy, các bạn rất là thích. Rồi, tuyệt vời. Xin chào. Rất là tuyệt vời. Chào em. Đấy. Cô giáo đây nhá, đây là cô giáo đây nhá. Đấy. Nhớ cô giáo không? Rồi, tuyệt vời. Rồi, chào các em nhá. Rồi, xin chào. Đâu ghé thăm lớp của anh là lớp 3, bà C. Ủa, lớp bà C rất là tuyệt vời. Rất tuyệt vời, đây là cô giáo lớp 3 C đấy ạ. Dạ vâng, rồi. Các bạn đã làm xong hết rồi. Đây là phụ huynh. Rồi, đầu bếp. Rất là siêu rồi, rất là đẹp này. Tuyệt vời, xin chào, chào cô giáo. Đấy, các bạn đang rất là hào hứng. Tuyệt vời. Đấy, cô giáo rất là khéo léo nha. Tính này, thầy cho vào cái hộp, các lớp khác cho vào cái hộp không ăn thì mang về. Rồi. Rất là đẹp. Rồi, chào cô giáo nhé. Rồi, chào các vị phụ huynh nhé. Và
Vâng, xin chào lớp 3B nhỉ, hay 3C đây. 3B, vâng, xin chào, chào các cô huynh ạ. Rất là đẹp. Rồi. Các bạn đang trang trí đây. Đang trang trí đây. Chấm vừng hả? Rất là khéo. Chiều đây có gì cô anh Ninh Đăng Hải nhỉ? Anh Hải ơi. Chiều đây có gì không anh Hải? À, rồi. Rất tuyệt vời, hội trưởng hội phụ huynh nhé. Trường Hồng Vinh đang tham gia trải nghiệm làm bánh trôi cùng với các học trò. Đấy, học sinh của lớp 3C. Bạn phụ huynh nào đây? À, phụ huynh Hương à. Cô giáo đấy, đang có cô giáo đấy này. Rồi, rất kéo tay. Đấy, lớp 3C. Trải nghiệm rất là đông vui. Đấy, rất là đẹp, các bạn đang trải nghiệm. Xin chào các bạn nhé. Chào nào, giơ tay chào nào. Yeah, rồi, rất tuyệt vời. Vâng. Rồi. Chào cô giáo Minh nhé. Lớp rất là tuyệt vời. Rồi. Tết hẳn thực và rất tuyệt vời ạ. Và vui, này là vui, biết là vui rồi. Xin chào, vâng, xin chào, chào các cô. Rồi. Rồi, chào cô Thanh nhé. Chào. Chào cô Linh. Trưởng nhóm bộ môn. Xin chào, vâng, chào thầy Hiếu. Anh hướng dẫn nặn đi. Rồi, quá tuyệt vời. Rất mừng. Thôi, quay.